cỏ mày ơi. Dễ sợ luôn. Thở rồi ta nghe người ta cũng khi dễ vậy. Nghe người ta cũng khi dễ quá thường. No oncology nurse would be doing chứ rõ là nó không khe rồi chứ còn nói gì cũng kỳ. Trời thằng người ta đó hoài mà sao? Mấy người làm vòng vòng nó kỳ biết không? Ta nghe kỳ, ta coi thử. Ta cũng là chồng, ta có vợ rồi biết không? Không kể tụi nó queo vậy Thảo. Nó không mắc cỡ mày ơi. Nó kể mà mình nghe mình ngại. Em mới nói nó trời hại hại. Thì tại vì á hả? Tại vì nó ngu, nó kêu là lúc nó quen nhận giật nó chưa có vợ ấy, chị Kim. Đúng rồi, Hương đã qua đâu. Nó nói nhìn với vợ vì sau này á là lòi ra tùm lum, ổng nó xạo tùm lum hết á. Nó nói adapted. Nó còn nói Hương là đi viện lao động qua đây rồi mà... sao nó biết Hương đi viện lao động mà thằng Nhật nói không? Là ông Nhật hết. Má thằng cha mặt lờ. Nó kể Hương đi viện lao động, mình còn không biết đi viện gì nữa. Hương kính như vậy. Nó kể gì luôn á Thảo. Ôi ông Nhật nói hết nè, ôi biết gì lao động. Nó nói giờ ổng cho nó Việt Nam lại cũng được luôn á. Rồi nó còn nói Yvonne hoặc là trên giấy tờ không phải là con của Hương. Hương giao cho bà ngoại rồi. Không biết đúng không mà nó nói vậy. Đúng. Nó nói là Hương á là con Nhật thôi chứ không phải con Hương. Đúng. Trên giấy tờ. Mấy thợ đó nghe luôn không là ổng Nhật. Em không phải cho cô coi. Mấy thợ đó nghe nè. Mấy thợ đó nghe nè. Nói nhiều lắm. Nên tôi từ từ tôi nhớ ra. 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 Like when our parents died, she had the kids all stay in a hotel room that wanted to live in. Ashay. Took them to the funeral over there. It's like, we're just telling them it's true. Yes, it's like their grandparents here, right? Just died. Why don't you just reach level with them and let them be part of it? That's the whole part of the memorial, is to let go and to process those feelings. So she always hid it, especially from Annie, because she said she couldn't take it. I guess probably Billy Joe couldn't take it. Exactly. Cái thằng đàn ông mà khi mà nó cần tiền rồi thì cái gì nó cũng bêu xấu của con vợ hết. Còn là mặt lờ không à. Xong rồi. Mà con vợ cũng ngu như con bồ. Đi ra đường vỗ ngực xưng tên thằng chồng mình là number one. It was like they were being sheltered totally. Oh, yeah. Another Billy Joe. You know. I'm sure she told Alicia to do that, but they were trying không, to hồi đó vậy nó nổi đẹp phải không? Ừ. Kia nó chim lắm, em chơi sáng vậy. Chơi sáng vậy luôn hả? Chơi thôi chơi vậy đó. Well, the chemo he's had, it's really worked well. They're trying to shrink everything down and determine if they could have a special surgery. There's only 3 people in the nation that do this surgery. Ông nội, nó nói cho cơ hội đi. So this was last week or so that he saw this big guy. Nó nói giờ ổng hình như đi xe Mỹ á Thảo. Ừ, nó nói tôi ổng đi xe Mỹ, tại bữa nào nó đi với ổng á, đi ăn hay đi đâu á. Nó nói thấy ổng đi xe Mỹ. Nó nói hiểu gì đi xe Mỹ á. But it's supposed to be really good. Sure. Hai chiếc bia em là bướng mà đâu cũng phải mua đâu. Bướng á Thảo. Tao nói mà ngu hả? Ngu chịu dựng. Cái ngày mà Hương nghỉ đây á, xe đấy lại là hết ly xá mẹ. Hết ly xe năm á. Là trả lại á. Xe đó đó. Tao nói nó mày đừng có nghe lời cái việc ổng ngọt. Mày quen thằng John nó ngon rồi, đừng có nghe lời cái việc ổng quỷ. Nhà này ta đã có vợ rồi, quen nữa. Giờ ổng